Bé Bình, cậu đang chơi cái gì mà lạ thế? Tớ đang chơi chuyền. Tròn này nhá, hồi bé là tuổi thơ dữ dội luôn đó. Mà con gái bọn tớ hay chơi lắm. Trừ những đứa không biết chơi là thôi. Ôi, thế hay thế. Cậu đưa tớ chơi thử thế nào. Đây. Nếu cậu chơi được thì bọn tớ không chơi được. Chơi ạ. Ôi, chưa. Tưởng thế nào chứ. Nhìn tớ đây này. Đâu, cậu chơi thử đi, tớ xem nào. Chỉ nhíp hai cây thôi. Ui, cậu chuyên nghiệp thế. Sao vậy này? Hai cậu chơi gì thế? Cho tớ chơi với. Bọn tớ đang chơi chuyền đấy, nhưng mà tớ không biết chơi. Cho bọn mình chơi thì tớ xem, tớ học hỏi. Hay đấy, tớ cũng muốn chơi. Công nhận mấy trò ngày xưa chơi vui đây là vui. Tớ chơi với nhá. Đây, cậu chơi đi. Ok. Trời ơi, cậu chơi phiền đấy. Nhìn tớ đây này. Mới chơi đã thua rồi. Không, cái này là hồi bé các cậu không hay chơi rồi. Ui sao Bình ơi, cậu chơi giỏi thế. Tớ sẽ chơi lần lượt cho các cậu xem. Ui cậu chuyên nghiệp thế. Chơi giỏi đấy Bình ơi. Wow. Ui giỏi thế hết rồi. Bắt đôi nha. Ui cậu chơi giỏi thế. Bắt lần lượt đi. Wow. Đây lên ba. Sao cậu chơi ghê thế hả Bình? Ba này. Trời. Bốn. Yeah. Ui, cậu chơi giỏi thế. Này. Giờ ta bắt một phát 2, 4, 6 luôn. Thật đó. 2, 4, 6. Tớ không tin, bây giờ cậu phải làm cho tớ xem mới được. Không tin á? Không. Nhìn đây. Wow. Thua rồi. Rồi hả? Cái này mãi chán lắm. Hay là chơi bắt chắt đi. Tớ nghĩ trò này cũng hay, hồi bé tớ cũng hay chơi ấy. Long có biết chơi không? Tớ cũng biết chơi một chút chút. Thế giờ ba đứa mình đi nhặt chắt để chơi đi. Ok. Đâu, cậu thì nhặt đủ chưa? Tớ nhặt đủ rồi. Của tớ cũng đủ rồi. Của tớ cũng nhặt đủ đây. Ôi trời ơi, Long ơi, cậu làm gì thế này? Nhặt cái chát đây. Trời ơi, cậu có biết chát là gì không? Cái gì? Cậu phải nhặt những hòn sỏi bé bé như bọn tớ chứ. Cậu còn nhặt cục đất thì làm gì vậy? Trời ơi, này tung mới phát thì vỡ. Ui giời, cao ơi. Cậu được mạnh thế nó chả vỡ à? Nhìn cậu thế này là cậu không biết chơi rồi. Thôi, cậu kiếm gì chơi đi, tớ mới thì chơi. Thôi, không thèm chơi cái trò này nữa. Tớ có trò rồi, tớ đi kiếm đây. Rồi, tớ mới thì chơi đi. Giờ tớ mới cậu cân xem ai được nhiều, cậu người bắt trước nha. Ok. Nhé, yeah, tớ nhiều hơn, tớ sẽ bắt trước. Ok. 2, 4, 6, 8, 9 viên. Ôi, thua rồi. Giờ đến lượt Thùy đi. Ok, đến tớ. Cậu tung bằng nào hết lên là cậu phải bắt được bằng đấy thì cậu mới được bắt tiếp đi nha. Trời ơi, xin nó không được con quả nào luôn. Rồi, cậu bắt đi, không được chạm vào đâu nha. Trời ơi, kiếm thế. Rồi. Một. Ôi. Ấy. Ôi trời ơi. Chán tớ. À rồi, Long ơi. Ôi ôi. Long ơi, cậu làm gì đây? Các cậu thấy súng của tớ thế nào? Đây là ống thụt bằng ống tre đây. Trong lúc các cậu đang chơi bắt chặt thì đây làm cái này. Ôi ôi, Bình ơi, cái này nhìn như ống tiêm ấy nhở? Trời ơi, chắc là cậu bị tiêm nhiều quá rồi. Nên là đầu óc tưởng tượng phong phú quá đấy mà. Này Long ơi, hay là cậu dạy bọn tớ chơi với đi. Ui giời ơi, dễ không ấy mà. Yeah. Bắn được ra, nó nghe vui tai lắm đấy. Nhìn tớ này. Wow. Wow. Thấy cậu, chưa? Cái của cậu chơi vui đấy, để tớ chơi thử tiếp nào. Đây, để tớ lắp đạn vào cho. Ôi giời ơi, cậu không biết bắn rồi. Thôi, để tớ cái này tớ cũng hơi biết một tí, tớ mới cậu khi bắn đi xem ai bắn được đủ cái chai kia. Ôi giời ơi, con gái bọn cậu làm sao mà đủ sức chơi trò này được. Sao cậu này kinh thường con gái bọn tớ đấy nhở. Rồi, thế giờ tớ mới cậu bắn thi xem ai bắn đủ cái chai kia, chơi không? Ok. Tớ cho cậu bắn trước luôn đấy. Nhìn tớ đây. Đúng rồi, bắn trước luôn. Ôi giời ơi, bắn làm trượt nữa, đưa đây đến tớ. Không trúng. Thắng ghê. Cậu chơi trò bắn này, tớ lại nghĩ một trò bắn bi. Bi của tớ là bi nhựa
là thuyền mi về đích. Giờ hai cậu đi theo tớ để làm nhá. Ok, mình sẽ sử dụng bút chấm các điểm so le vào mặt ngang của hộp nhá. Bên kia cũng thế. Cách chơi trò này đơn giản lắm. Tớ sẽ sử dụng một thùng bia cắt tông và một số ke tre. Sau đó sẽ dùng kéo đục thủng các điểm vừa đánh dấu. Dùng các que tre xiên từ điểm này sang điểm kia của hộp. Ok. Ok. Tớ sẽ sử dụng nắp chai nhựa và keo nến để dán lên que tre này. Đấy, vậy là đã xong. Ui, tuổi thơ của tớ chưa chơi cái này bao giờ luôn. Tớ cũng thế, má, cái này chơi kiểu gì hả Thúy? Đây, để tớ chơi cho các cậu xem nhá. Tớ sẽ đặt viên bi lên trên này và di chuyển từ trên xuống dưới, làm sao cho viên bi về đích. Đấy, mấy cái que này các cậu có thể di chuyển lung tung như kiểu các cậu đang đá bóng trên sân vậy. Đấy, các cậu nhìn tớ chơi đây này. Wow, tớ hơi bị siêu đấy. Cái này cần sự khéo léo nha. Ui. Ui. Đây, còn một bước nữa là xong rồi. Cậu chơi giỏi thế. Ui, cậu chơi giỏi thế, tớ chơi với nhá. Đây, cậu chơi thử đi. Ui, cũng siêu đấy. Chơi trò này hồi hộp phết đấy. Yeah. Cậu cuối này, tớ đổ vào cho các cậu xem. Đây, tớ đổ vào cái nắp trắng này luôn. Đổ vào nắp màu trắng đi. Ôi, trượt rồi. Tớ nhìn thấy trò chơi này đơn giản đấy, nhưng mà cũng thú vị với tuổi thơ phết đấy. Trời gì mà nóng thế nhỉ? Lại còn mất điện nữa chứ. Này làm sao mà chịu được? Long Huy ơi, Long Huy cứu tớ. Hả? À? Sao có chuyện gì đây? Trời ơi, nhà cậu có mất điện không? Nhà tớ mất điện suốt, nóng chảy cả mớ đây này. Nhà tớ với nhà cậu cách xa được mấy bước chân mà cậu hỏi ngược thế hả? Nhà nào mà chả mất điện? Mà a à. Mà tớ nghĩ ra một trò tuổi thơ ngày xưa nhá. Không cần dùng điện mà vẫn mát luôn. Cậu nói thế nào chứ, không có điện là sao mà mát được? Theo tớ. Đây, giờ tớ dạy cậu làm nhá. Ok. Đầu tiên là gấp cái giấy này vào. Gấp một ít ít thôi. Xong rồi cậu lật lại. Cậu lại gấp thế tiếp. Ok. Vậy là tớ đã gấp xong. Giờ gấp đôi nó vào. Gấp đôi cho nó bằng nhau vào. Để cho nó lấy cái nét ở ngay giữa này. Rồi mình sẽ lấy cái băng dính hai mặt này. Dính vào trong giữa. Đấy. Giờ mình gấp nó vào. Tiếp. Xòe ra. Đấy, tức là thành cái quạt rồi nha. Đây, để tới quạt cho này. Đấy. Ôi, mát đấy, mát đấy. Giời ơi, sao mà không mát được. Wow, các bạn ơi, quạt này không dùng bằng điện mà dùng bằng cơm luôn này. Mát quá. Đúng rồi, giờ cứ mất điện là lôi cái quạt này ra quạt cho nó mát thôi, chứ sợ gì nóng đâu. Hay phết nhở, vừa tiện lợi mà lại không hại điện. Ừ, được đấy. Xưa đi học nha, nóng như thế này bọn tớ toàn vừa ngồi vừa quạt như thế này thôi, mệt lắm. Ok, để tớ ném cho này. Ui ôi. Cái gì ấy? Ôi, lạnh ghê. Yeah. Cậu mang đá ở đây làm gì ấy, lạnh chóng hay cả tay đi. Tớ mang cờ về chắc bọn cậu ăn đây. Ha. Ăn đi cái đá này. Cậu rất lừa, túi tôi như thế này ăn đến Hà Nội còn chưa về được. Hay là cậu chất bọn tớ tắm đá đúng không? Mà tớ sẽ làm kem sứa đá. Làm cái gì? Đây, đây là túi sứa đúng không? Tớ đã chuẩn bị đồ đây. Giờ tớ sẽ bóc ra. Ok. Tớ sẽ đổ vào cái túi bóng trắng này. Tớ sẽ buộc chặt lại. Rồi. Long, đổ đá vào khay này cho tớ. Ai, giờ tớ sẽ lắc nó lên. Tại thế này, 15 phút vậy chắc là cũng thành kem rồi. Ừ. Đây, Long bê tớ. Đâu? Để xem nào. Đây, đây, đây. Ê,
Cho đây Bình ơi. Ôi, đông đông rồi này Bình. Tớ chuẩn bị sẵn công với chị rồi nha. Biết có thành công không? Hồi nhỏ tớ cũng hay làm kiểu vầy lắm. Có kem ăn luôn. Mới chỉ xẹt xẹt thôi này. Để yên tớ múc cho. Ok. Nhưng mà cái này phải nắc lâu hơn tí nữa. Nhưng mà tớ mỏi tay quá. Rồi, rồi này, tớ thử các cậu cậy xem nhá. Ngon không? Ngon không, ngon không? À, mát lạnh luôn các cậu ơi. Đến tớ ơi. Ui, mát cơ quá. Đâu rồi, tớ xem nào. Cái kem này phải ăn nhanh không là nó chảy nước đây. Ui đấy, nó chảy nước ra rồi đây này. Nước rồi, không thành kem rồi các bạn ạ. Nó không thể kem nhưng mà nó mát rượi luôn. Giờ ăn kem vào mát rồi đấy. Giờ bọn mình lại tìm xem có trò gì tuổi thơ chơi tiếp đi. Ok. Tớ biết đâu rồi Thùy ơi. Không biết luôn. Ở đây xong. Ừ nhở. Thôi kệ đi. Tớ mới cậu vào nhà hoang xem cái trò gì chơi đây. Ở chơi tiếp đi. Hịch ca. Có trò gì chơi không nhở? Ừ. Tí Thùy ơi. Cậu ơi, cái gì kêu với cậu ơi? Mình ơi. Cái gì nó kêu với mình ơi? Đâm đầu lên, nhưng mà mắt tớ đâu rồi. Ai bảo dám trêu bọn tớ cơ? Tớ thông báo với cậu nha. Tớ chỉ sợ người, tớ không sợ ma đâu. Ui giời ơi, no lắm. Mình ơi, mệt quá rồi. Thôi, bây giờ trời cũng đã sắp tối rồi. Và chúng mình cũng đã chơi hết mình với những trò chơi tuổi thơ. Và các bạn thấy trò chơi của ai hay hơn thì hãy bình luận ở phía dưới cho bọn mình biết với nha. Còn bây giờ, bye bye các bạn. Bye bye, đi về thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ KN Channel nha. Đừng quên truy cập vào Facebook Hằng Channel để kết bạn với chị Hằng nha.